Mời tỷ. Mô Phật, thưa thầy, sư cô và thiền định đại chúng, con xin thầy nghĩa là truyền cái kinh nghiệm giùm, tại vì cái nghi tình mà lúc mà nói chuyện á thầy, nếu mà mình nói về đạo pháp thì đôi lúc còn nhớ, mà đôi lúc mà làm việc hoặc là đối thoại với những người ngoài, cái câu cuộc đối thoại với người ngoài cái cuốn mình đi mất tiêu, hồi hồi sau suy xong xuôi, lo tính xong xuôi mới 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 gọi là có cái cơ hội mà quay lại. Mà không biết thầy thầy có kinh nghiệm gì à, truyền lại để vừa vừa đối thoại với người ngoài mà cái nghi tình mình không có mất một cách trắng trợn như thế. Cảm ơn thầy. Mới trắng trợn á. Thực sự ra cái công phu cái nghi tình không phải là một cái gì, đó nói là không phải là một cái gì mà có cảnh không có cảnh, có duyên hay là không có duyên á, nói chuyện hay là nín động hay tịnh á. Cái nghi tình nó không phải là một cái hình thể hình thức gì cả đó. Nó chỉ là không trụ không bám chặt thôi. Nếu như mình đề thoại đầu khởi nghi tình này, tại nó là chiếu cố thoại đầu mà tham thiền, nên cái nghi khởi lên nó không phải là muốn đi giải thích cái câu thoại, em nhớ là không phải giải thích câu thoại, cho nên tổ sư hay nói chỉ cho tâm nghi không cho tâm đi tìm hiểu. Đó là cái một cái cách giải thích thôi đó, chứ không phải là mình cho hay là không cho ở đây, phải là đè nén và là ức chế. Nhưng mà cái thói quen mình á, thói quen cái tập khí vô minh, tập khí nghiệp lực ngã chấp của mình nó từ vô thủy rồi. Thế mà có một cái gì mình muốn là nó phân biệt này, như vô phân biệt rồi phải quấy đúng sai danh hay là tướng, nó cứ chạy vào trong đó để mà nó phân biệt, nó phân bua, nên cái đó là cái kiên cố rồi, nó thành một cái kiên cố mới hình thành cái thân này này, cái thân mang cái nghiệp lực này này, mang cái tập khí thói quen này này, đó là bởi cái chấp tâm đó mà thành. Cái người chấp nặng thì cái mặt phiền não tối ngày, cái mặt mà bớt chấp thì mặt bình thường thôi, chứ đụng chuyện là khó chịu, đụng chuyện là méo mó, chuyện là bồ đề gai coi như mặt mày đỏ lên, phùng mang trợn mắt lên, đó thì đều là do cái tập khí, chứ đâu phải là tự nhiên đâu, tại do cái chấp tâm, cái chấp thật của mình á, chấp tâm nó mới có vấn đề đó. Còn nếu mà bớt chấp tâm á thì mấy cái đó nó không nổi lên. Chúng ta ôm đồm nhiều quá thì tâm mệt thôi, thấy không? Ví dụ như mà cái bóng đá thì người ta nói cứ bao sân là chết, cứ chạy miết chạy từ đầu đến đuôi, chạy đuôi đến đầu, cái vai trò nào cũng đánh hết muốn bao hết à, thì mình sẽ hết sức về gục sớm, tại đó là cũng gọi là cái chấp tâm á, không phải là cái gì. Mà mình nổi cái ý mình lên mình trụ vào một cái gì đều là gọi là cái chấp tâm cả, tức là chấp có cũng là chấp, chấp không cũng là chấp. Nhưng nói bao sân giờ tôi đứng chỗ tôi không làm gì hết á, cũng là chấp, chứ phải là hầm chấp á. Đó, cái nghi nó khác với lại hai cái thứ đó, khác với lại cái phân biệt ở trong cái ngã chấp vô minh đó. Nên hiện tại bây giờ chúng ta tham thiền á, mình chưa quen đâu, bây giờ cái chỗ đó đòi chỗ á, để mình nhìn thấy cái tướng của nó, thấy cái danh của nó thì nó không phải rồi, cái mượn lời nói ra thì nó không đúng rồi. Cho nên lời nói gọi là ngón tay chỉ mặt trăng, lời nói chỉ là cái phương tiện à, thì tất cả kinh điển của Đức Phật cũng là phương tiện, tất cả lời nói của tổ sư cũng là phương tiện. Cho nên lục tổ nói là đừng có đuổi theo lời nói thì mình sẽ hội được à, mà không đuổi theo lời nói thì là đuổi theo lời nói là không đuổi theo lời nói à, tại vì đuổi mới nói không đuổi. Bây giờ cho là nói sình trơ trơ giống như nói cái cục đá, nói cục gỗ thì lại cũng cũng mắc kẹt á, tại cái lời đó là lời để phá chấp thôi. Cho nên cái ứng dụng nói để mình thực hành, nói để củng cố được cái niềm tin tin tự tâm, và thực hành của mình là tham thiền á, để thoại đầu khởi nghi tình á, thì đó mới là hội cái ý của Phật tổ. Thì mình cứ đề thôi, đề thoại đầu thôi, như khi chưa có trời đất ta là cái gì. Trong mọi cái vấn đề hiện tại bây giờ mình đang nói chuyện tiếp xúc thì vẫn cứ nói chuyện tiếp xúc đi, thật sự nói chuyện và tiếp xúc đi. Thì cái chuyện nó vừa qua rồi á, mình giống mình đang nắm gì, buông, nắm được, buông được, buông liền lập tức được, không có lấn cấn trong tâm nữa. Thành công trong công việc vui mừng cũng không để ý tới, mà thất bại thiếu thốn trong đó thì cũng không phải là buồn, nó đeo đẳng mình á, buông xuống là mình công phu thôi.
Và cái đó để qua tới cái hoàn cảnh khác, trường hợp khác, mình tính tiếp, giống như làm việc á, chưa thành công á, chưa xong việc á, thì mình phải coi lại, ví dụ như đó, thì coi lại có giờ, có giấc coi, phải coi hoài. Mà coi hoài có khi coi riết nó thành ra hại, à, tại tính quá kỹ thì nó lại, kêu là, tôi nói là cái gì, à, tính già quá non, tính quá thành non, tính già quá non rồi. Tại mình tính quá, cái ngã chấp mình nhiều quá, còn nếu mà bình thường đơn giản thì nó không thành vấn đề. Không? Mà cái bình thường đơn giản là cái phá chấp tâm, chứ không phải tác ý bình thường đơn giản. Tác ý bình thường đơn giản cũng là cái tác ý, chứ không phải là cái sự tu tập. Đó là cũng là tác ý rồi, tức là bị cái ảnh hưởng của ngã chấp, của vô minh nó dính mắc rồi đó. Mà bây giờ làm sao mà không trải qua cái đó. Cho nên đó, cái tác chỉ nhận diện là bốn cái thiền định trong kinh Viên Giác mà Đức Phật nói. À, nghĩ làm tức là tác ý làm, chỉ để dừng lại gọi là tác ý để dừng lại, nhậm còn tác ý hơn mặc kệ nhậm gì, mà trong cái công phu ta luôn luôn trải qua bốn cái thứ này, à, từ thô cho đến tế, chứ không phải nói giờ không có mấy thứ đó, không mấy thứ đó thì không thể công phu, à, không phải không thể là công phu, tại giống như trong chim bao chưa thức tỉnh thì cái gì cũng là chim bao mà, trên cái vận dụng bên cũng dụng công tu tập á, thì vẫn cứ tu thôi, chứ đừng có nản, đừng có sợ, đừng có nói rằng là tôi nghiệp chướng nặng hay tôi như thế này hay là tôi như thế kia, không thành vấn đề. Và kinh nghiệm đó chính ở nơi mình chứ không ở đâu xa cả, chính nơi mình đó. Thì thiền tri thức cuối cùng, thiền tri thức đó chính là tự tánh của mình luôn đó, ngoài tự tánh có một cái khác là không phải thiền tri thức, à, tự tánh mình và thiền tri thức, tự tánh của mình cũng chính là chân lý của Phật, chứ ngoài tự tánh mà có một cái chân lý nữa, thành ra là hai chân lý là thành tương đối rồi đó, có giả cái chân rồi đó, à, nó không đúng. Cho nên cứ việc thực hành, bình thường thực hành, được cũng thực hành, không được cũng thực hành. Ngài Lai Quả nói, phải nói nhìn lại nguyên cái tổng thể mà Ngài khai thị, Ngài hướng dẫn rất là này, rất là từ bi, rất là xuyên suốt và rất là đơn giản bình thường. Tại tâm mình thích phức tạp, tại tâm mình thích chia sẻ, à, thích dính mắc á, nên nó làm cho mình bị hạn chế mất cái dụng tâm của mình, thì vẫn trở về đề một cách thọ rõ ràng minh bạch thôi. Thì làm cứ làm, chứ không phải tại vì mình là cư sĩ mà, mình là một người đi làm mà, mình là người có bổn phận trách nhiệm, có gia đình phải lo cho gia đình, có vợ có chồng phải lo cho vợ, lo cho chồng, có con phải lo cho con, chứ giờ tôi có đầy hết tất cả những vấn đề đó, tôi biết đạo, tôi bỏ hết, tôi phủi hết, tôi gánh trách nhiệm quăng cho người khác hết, thì làm sao mà tu được. Đó là nó sai, nó ngược lại đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật á, khi mà vô tịnh phạn viên tịch cho dặn với Đức Phật á, sau này độ đệ tử phải cho cha mẹ đồng ý rồi mới cho đi tu, không đồng ý là không được á, và cha mẹ đồng ý hết, à, chứ không có cái khổ của cha mẹ, à, rồi á, nó giống như Đức Phật thì nó khác nha, còn á, không thể giống đâu, không phải giống đâu, tự khi chỉ là trốn trách nhiệm á, trốn nợ, à, hay là vì cái sinh nhai, về cái kế sinh nhai, à, về cái cho là để mà tạo mượn đạo tạo đời thôi á, à, cái đó là chỉ tạo tội thôi, không phải là cái tu giải thoát. À, ra vô tịnh phạn cũng có, trước khi lâm chung cũng có nói với tỉnh với Đức Phật á, làm sao lần sau á bất kỳ đệ tử nào xuất gia cũng phải qua cái sự đồng ý của cha mẹ, hay là có gia đình có vợ phải đồng ý của vợ, có chồng phải đồng ý của chồng, nếu vợ đi tu, nếu mà chồng đi tu phải đồng ý của vợ đó, thì có những cái thứ đó thì nó mới là hợp pháp. Thì cái tu mình á, cho dù có như thế nào nữa cũng không có mang cái lỗi lớn, đã được cái sự thỏa thuận. Thì trở lại nói cái việc làm mình á, thì cứ làm, và bây giờ mình làm, nhưng mà nếu mình á, khi mình nhớ làm đấy, nó dính mắc với mình không công phu được, mà khi mà thấy được cái dính mắc tức là đã có công phu rồi đó, được cái sự hiệu quả hiệu ứng của công phu, nên không quên luôn, không có nhớ, không có biết luôn, có khi là quên luôn hết tất cả luôn, chỉ lăn xả trong cái công ăn việc làm á, được thất đắc thất thị phi cứ dính mắc ở trong đó, thì nó oan uổng á. Còn bây giờ mình cũng bị dính mắc nhưng mà mình lại nhớ về công phu, thì cái phần dính mắc nó lại quên liền. À, rồi đầu mình ứng dụng một lần ứng dụng á, chưa có
thuần thục thì 2 lần, 2 lần chưa thuần thục thì 3 lần, dần nó cũng sẽ thuần thục rồi. Đừng có nghĩ là tôi đang nói chuyện tôi phải có công phu, không phải đâu. Đang nói chuyện mà có công phu tức là cái tác ý, tức là cái phân biệt, cũng là cái niềm ngã chấp chứ không phải là cái công phu. Giống như cái trên vai mình gánh cái trách nhiệm gia đình mình rất là nặng á, nào là cha mẹ, nào là vợ con, nào là nhà cửa mình phải làm. Cho nên cái việc làm của mình, cho dù á mình ứng cơ tiếp vật, đối đáp đủ trò đủ chuyện á, và mình làm với khả năng của mình, có khi mình làm cái khả năng mà nó vượt quá tầm khả năng của mình sẽ bị thôi việc, ví dụ giống như vậy đó. Thường thì phải đi tìm một cái việc khác chứ, tìm việc khác để làm, lo mà làm để giữ nhà cửa, để tròn trách nhiệm bổn phận, chứ đâu có nói ôi mất thì thôi bỏ thí rồi sao. Cái tâm mình nó sẽ rất là khó khó chịu, phải lo, lo không được cũng lo, tự nhiên nó lo. Rồi có khi ấy, có những cái việc mà nó thấp kém nhất ở trong á, giống như đi đổ xăng hay là đi dọn bàn trong nhà hàng vân vân, nó cũng là công việc làm để tròn bổn phận trách nhiệm. Thì thử hỏi cái đó là vì cái gì? Cũng là vì cái trách nhiệm bổn phận của mình chứ đâu phải vì cái gì khác đâu. Cho nên có khi làm chỗ tốt, có khi làm cái chỗ tệ cũng làm chứ không có dám nghĩ ấy, để mà lo bổn phận trách nhiệm. Thì chính cái bổn phận trách nhiệm đó mà đến thành công hay thất bại, trên cái sự xáo trộn của cuộc sống á, nó không có ảnh hưởng nhiều, mình vẫn trọn á. Thì cái đó là cái trách nhiệm bổn phận, người có trách nhiệm bổn phận như vậy á là người đã xong cái căn bản đó, thì tiến lên một bậc cái sự tu tập á, cũng không khác cái đó. Người có trách nhiệm chân thật, có bổn phận chân thật như vậy đó, thì cái sự tu cũng có trách nhiệm của vấn đề tu, cũng có bổn phận của vấn đề tu, chứ không phải chối bổn phận bỏ trách nhiệm. Thì tu cho dù cũng thử thách đủ điều hết á, cũng chướng đủ mặt hết á, chứ không phải là không, cái nào cũng vậy mà. Tại trong mặt tương đối cái gì cũng là tương đối, nhưng mà mình vượt qua được cái tương đối đó, tất cả những cái trái ngang, những cái nghịch cảnh, những cái chướng ngại không làm cái lui sụp cái bổn phận trách nhiệm của mình, cái sự tu tập của mình, thì là mình chiến thắng được chính mình. À, thì lại công phu tự động á, nó có, tức là nó thân thiết, nó thân thiết, nó thuần thục đến thân thiết đến nỗi á, mà mình không buông xuống được á. Giống như chư tổ hay nói, muốn nổi một niệm phân biệt cũng nổi lên, nói là không phải là diễn tả cái cảnh giới của công phu tu tập, chứ không phải là cái tác ý muốn nổi hen, tại cái muốn đó đã là vọng tưởng rồi á, chứ không phải là gì. Tức là tự động, công phu chỉ là công phu thôi. Giống như khi mà đã ham tu rồi, bắt ra đời cũng không có chịu ra đời á, bắt làm cái gì khác cũng không làm gì khác. Đấy, đừng có nói gì. Đấy, chứ không phải mình lại ham kiểu thế gian, một cái hình thức khác của đạo mà mang một hình thức thế gian, thì đó là quan uổng, đó cũng là chấp tông, đó cũng là vô minh ngã chấp, đó cũng là lệch lạc cái đường hướng. Thành ra ta nói tu riết thành ngoại đạo, chứ không phải là tu cái đạo giải thoát nữa. Tại mình chạy theo danh, chạy theo tướng, chạy theo vô minh, chạy theo cái ngã chấp, thì phải thận trọng. Tại pháp xưa nay xuyên suốt không có hai, nếu mà đẻ ra thành hai á thì đó là do cái tự tâm mình á phát phát sinh, cái vọng tâm mình á nó hình thành, chứ không phải là cái chánh pháp của Phật. Tỷ nghe hiểu không? Dạ 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 rõ thầy, dạ chị ơn thầy, dạ.